Ok, ở đây thì em có cái bộ bài đầy đủ 52 lá, em nhìn thấy nhá. Rồi, bộ bài thì hoàn toàn sẽ được xáo trộn lên. Và tất nhiên thì khán giả thì hoàn toàn có quyền xáo trộn cái bộ bài này lên. Rồi, bây giờ ấy, khi mà cái bộ bài này như thế này rồi thì bây giờ anh muốn em là anh sẽ xòe bộ bài này ra như thế này. Đấy, em nhìn thấy tất cả các quân bài ở đây đúng không? Anh muốn em lựa ra ba quân bài bất kỳ, ngẫu nhiên, ba quân bài nào theo ý thích của em cũng được. Em có thể kéo ra ba quân bài ngẫu nhiên theo ý thích của em. Ba quân. Rồi. Ok, rồi. Thì với ba cái quân bài này bây giờ anh sẽ đặt nó như thế này nhá. Ba quân bài này ở đây. Rồi, em nhìn ba quân bài này nhá. Rồi, bây giờ anh sẽ quay lưng đi, bịt mắt lại. Đó, và trong ba quân này bây giờ em sẽ làm đúng theo từng bước mà anh nói nhá, được chưa? Anh sẽ quay lưng đi, bịt mắt lại và không không nhìn bất kỳ một cái hành động nào của em ở đây. Rồi, bây giờ anh sẽ bị mất lại này. Và bây giờ em hãy chọn cho anh một trong ba quân bài này. Thì quân bài nào em chọn thì em chỉ ngón tay của em vào quân bài đó. Xong chưa? Ok. Sau khi em chỉ ngón tay của em vào quân bài đấy rồi thì anh muốn em úp quân bài đấy xuống. Xong chưa? Rồi. Sau khi em úp quân bài đấy xuống rồi thì anh muốn em là úp hai quân bài mà không phải quân đấy xuống. Rồi, xong chưa? Sau khi em úp hai con bài không phải con đấy xuống rồi thì anh muốn em cháo vị trí của hai cái quân mà không phải con đấy với nhau. Swap vị trí với nhau. Swap một lần thôi nhé. Rồi, ok, được chưa? Rồi, bây giờ anh có thể mở mắt ra được rồi đúng không? Rồi, ok. Thế khi anh mở mắt ra được rồi ấy, thì như em có thể thấy là bộ bài này không hoàn toàn không có gì đánh dấu ở mặt sau để anh biết được là con nào bằng cách gì mà sau cả, và anh cũng và cái con mà em chỉ tay là một trong ba con này, vậy chỉ có mình em biết nó là con gì thôi đúng không? Đó, và anh không hề có một cái tác động gì lên em khi mà em chọn con bài này đúng không? Và để thêm cái phần chắc chắn ấy, thì anh muốn em là bây giờ em phải cháo lộn xộn vị trí những con bài này lên đấy. Và tất nhiên để úp cái này thì anh không thể nào biết được đúng không? Em cứ cháo thoải mái để nó chắc chắn một điều là con của em nó được đảo lộn xộn rồi. Em hãy cháo theo bất kỳ cách nào mà em muốn, cháo thoải mái. Ok, em có muốn cháo thêm nữa không? Không đúng không? Đó, thế thì bây giờ thế này, đây là ba cái con đó. Thì bây giờ anh sẽ thử dùng cái cảm nhận của anh để xem em chọn con nào nhé. Và anh đoán là con em chọn sẽ là con này. Thì sao không? Chuẩn luôn đúng không? Ok, thì đấy là cái phần biểu diễn của trick này. Cảm ơn em đã thực hiện trick này rồi anh.